Chào các bạn, bây giờ là buổi sáng ngày 28/6/2022. Mình đang đi Sapa, bây giờ là 6:30. Nhiệt độ ngoài trời là 19 độ C và độ ẩm 98%. Mình đang ở trung tâm thị trấn Sapa. Đây là phường Sapa mới lên được thị xã. Phường Sapa. Phường Sapa. Phường Sapa. Đây là gọi phố Cầu Mây, phố cổ của Sapa. Phường Sapa. Ở đây số nhà người ta lại hay cho thêm cái số 0 lên đầu, không hiểu để làm gì. Ví dụ đây nhá, 011. Là đá đẹp quá. Vỉa hè đã được lát đá rất đẹp. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.